Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Mức Độ Của Toàn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm video để giới thiệu về quân Nhị Phúc, và đặc biệt dành cho những bác nào là khó tính nha. Nhiều bác là cứ muốn là côn gỗ căm xe mà phải có đường vân mới chịu. Thì trong cái lô gỗ này thì cái lô gỗ này hiện tại từ đầu năm 2022 đến bây giờ, cái lô gỗ quân Nhị Phúc gỗ căm xe này thì là đẹp nhất và già nhất và có đường vân nữa.